Chào mừng quý vị đã đến với câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay, và chúng tôi muốn nói về công nghệ hôm nay, về áp dụng vào kinh doanh. Thì trong tất cả các lĩnh vực từ ẩm thực cho đến tài chính và giáo dục, chúng ta đều phải áp dụng công nghệ. Thì công nghệ rất là quan trọng để mà cho khách hàng có một sự trải nghiệm đặc biệt và làm thế nào để tăng doanh thu cho doanh nghiệp của mình. Thì đến với trường quay ngày hôm nay, Quang Vinh xin giới thiệu chị Hàn Phương Thanh, Giám đốc tiếp thị số của Wall Street English, và anh Nguyễn Phúc Bảo Lân là Giám đốc công nghệ và sáng tạo của Wall Street English. Wall Street English là trung tâm tiếng Anh hàng đầu thế giới dành cho người lớn bận rộn thuộc tập đoàn Pearson Anh Quốc, với lịch sử 45 năm hình thành và phát triển tại 27 quốc gia, hơn 400 trung tâm và đã giúp hơn 3 triệu học viên hoàn thành mục tiêu nói tiếng Anh tự tin. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, chỉ sau 3 năm hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Wall Street English đã mở rộng nhanh chóng với 6 trung tâm và hơn 17.000 học viên. Phương pháp học tiếng Anh của Wall Street English dành riêng cho người lớn bận rộn được phát triển dựa trên nghiên cứu từ các chuyên gia hàng đầu. Với phương pháp học đặc biệt này, tỷ lệ thành công của học viên lên đến 92%. Không chỉ nhờ phương pháp chuẩn quốc tế, hệ thống hỗ trợ học viên của Wall Street English còn được kết hợp chặt chẽ giữa số liệu, công nghệ hiện đại và nhân sự chuyên nghiệp từ trung tâm. Với lợi thế từ việc không ngừng sáng tạo và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, học viên luôn được nhận sự hỗ trợ phù hợp nhất và đúng thời điểm nhất. Nhờ vậy, mức độ hứng thú học tiếng Anh và khả năng theo đuổi mục tiêu của học viên luôn ở mức cao và được duy trì. Các lớp thực hành ứng dụng với chỉ 4 sinh viên giúp học viên tương tác trực tiếp và ứng dụng kiến thức ngữ cảnh với giáo viên bản ngữ. Ngoài ra, học viên tự đặt lịch học các lớp giao tiếp ứng dụng và thảo luận nhóm theo thời khóa biểu thuận tiện nhất và chủ đề yêu thích cùng giáo viên bản ngữ, giúp học viên chủ động thời gian học tập và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong mọi ngữ cảnh của cuộc sống và công việc. Với phương pháp học được kiểm chứng thành công trên nhiều học viên toàn thế giới, Wall Street English tự tin là lựa chọn hàng đầu của người lớn bận rộn trong hơn 45 năm tồn tại và phát triển toàn cầu. Chào anh Bảo và chào chị. Chào Quang Vinh. Hôm nay thì Quang Vinh rất là vui khi mà được mời hai anh chị đến với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì cái câu đầu tiên cho Quang Vinh hỏi chị như thế này. Wall Street English thì ở Việt Nam đã vào Việt Nam từ lúc 2013, phải không? Nhưng mà trên thế giới thì đã có một cái bề dày lịch sử là 45 năm. Thì trong cái quá trình hoạt động như vậy, thì chị cảm nhận như thế nào về cái sự trải nghiệm của khách hàng khi mà chị áp dụng công nghệ để mà đưa cái trải nghiệm đến cho khách hàng một cách nó hoàn hảo và nó hiệu quả hơn? Thì có một điều mà chắc ai cũng nhận thấy, đó là cái công nghệ cũng như là Internet nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của tất cả chúng ta luôn. Và chính vì vậy nó làm nên một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái suy nghĩ cũng như là hành vi của người tiêu dùng và khách hàng. Khách hàng giờ đây có nhiều cái nguồn thông tin hơn. Ví dụ như trước đây chỉ có TV và báo giấy. Đúng rồi, bây giờ thì khách hàng họ có nhiều sự chọn lựa để họ so sánh cái sản phẩm hơn. Dạ, và họ rất là chủ động. Có nghĩa là họ có thể tìm kiếm lúc ban đêm, lúc ban ngày hay bất kể lúc nào. Chỉ cần có Internet và một cái thiết bị, đúng không ạ? Thì khi đó thì nó cũng gây ra rất là nhiều khó khăn cho các công ty nếu mà muốn chinh phục khách hàng. Nhưng mà ở đây đối với Wall Street English thì chúng tôi có một cái phương pháp với cái bề dày nghiên cứu lịch sử rất là lâu và đã được chứng minh trên toàn thế giới. Thì đến nay nó vẫn hiệu quả, và cũng bởi vì nó áp dụng công nghệ kết hợp với sự hỗ trợ của con người. Và anh xin gọi với tên thân mật là anh Bảo ha. Đúng cho rồi. Quang Vinh gọi là anh Bảo. Thì trong cái bối cảnh mà cạnh tranh rất là khốc liệt trên thị trường, không nghiêng về lĩnh vực giáo dục mà tất cả các lĩnh vực khác, thì anh nghĩ cái bài toán cạnh tranh của mình từ lúc ban đầu khi bước chân vào thị trường Việt Nam, thì anh đã coi trọng cái việc áp dụng công nghệ của mình vào ngành kinh doanh giáo dục như thế nào? Đúng là lúc đầu khi mà vào đây thì Wall Street có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh, cho nên mình phải tìm một điều làm cho Wall Street nó sẽ khác biệt. Và khác biệt như thế nào? Cái phân khúc khách hàng của Wall Street là người lớn, cho nên cái bài toán cạnh tranh là làm sao để mà giúp được người lớn học tiếng Anh được một cách hiệu quả. Người lớn có 3 vấn đề chính mình hay thường gặp khi mà họ học tiếng Anh. Thứ nhất là vấn đề về thời gian này. Quang Vinh rất là busy, rất là bận rộn. Thì không phải lúc nào mình cũng lên trường 2, 2, 4, 6 hay là 3, 5, 7 để mà học được chẳng hạn. Đúng rồi. Thì mình phải học được một cách linh động. Vấn đề thứ hai là thông thường là về phương pháp. Mình cũng học khác so với trẻ em, cho nên mình phải có một cái phương pháp đặc biệt cho mình. Và Wall Street mang lại Việt Nam một cái phương pháp rất là độc đáo cho người lớn học được tiếng Anh theo một cách tự nhiên và kết hợp công nghệ để mà mình có thể học lúc nào cũng được và ở đâu cũng được. Đồng ý là phương pháp dạy của Wall Street là rất là hiệu quả. Rất là nhiều học viên đi học và đã cảm nhận được điều đó. Thì hôm nay mình không chú trọng lắm về phương pháp. Hôm nay mình muốn nói thêm một chút về làm sao để anh Bảo có thể áp dụng cái công nghệ tại trung tâm của mình để quản lý cái kết quả của học viên. Của học viên khi mà đúng học rồi. Đúng không? Thì cái điểm thứ ba mà bạn muốn nói là về cái theo dõi của người lớn nó cũng phải khác so với trẻ em.
Thì để theo dõi với học viên để mà họ lúc nào cũng có động viên để mà học, thì mình phải có một cái hệ thống để mà quản lý được cái, có thể nói là cái mối quan hệ giữa trường với khách hàng, với học viên, để mà lúc nào mình cũng biết là quản viên đang học tới đâu rồi, cái mục tiêu của quản viên khi mà đến đây là cái gì, đã đạt hay chưa. Và nếu mà chưa và có những cái khó khăn trong quá trình học thì nhân viên ở đây sẽ có đầy đủ thông tin để mà giúp quản viên học. Thì cũng giống như anh Bảo nói, chị Thanh, trung tâm mình là chỉ dạy người lớn, nhưng mà không chỉ người lớn, cũng như là những người đi làm thôi, nhưng mà trung tâm mình còn có nhận dạy những người nổi tiếng, những lãnh đạo, hay là mình có một cái phần riêng trên lầu 7 cho VIP chẳng hạn. Thì để áp dụng cái công nghệ bây giờ và trong tương lai thì cần làm như thế nào nữa để cái đối tượng khách hàng này có thể biết thêm và có thể là áp dụng cái công nghệ của mình một cách nó hiệu quả hơn? Thì Thanh muốn chia sẻ trước một cái số điểm đặc biệt về cái đối tượng khách hàng mà Wall Street English nhắm đến, cụ thể luôn từ 16 tuổi đến khoảng 55. Cái khoảng đó nó có chia ra những cái khoảng nhỏ hơn, đó là từ 16 đến 22 tuổi là cấp 3 và học đại học. Sau đó sẽ là những người mới đi làm, vừa tốt nghiệp là từ 22 đến 25 tuổi. Và cao hơn cái phần lớn nhất đó là nhân viên, công nhân viên chức là từ 26 đến khoảng 35 tuổi, là những người đã cần phải đáng làm quản lý hoặc là giám đốc trở lên kiểu như vậy. Và cao hơn nữa đó là các anh chị chủ doanh nghiệp. Trong mỗi một cái đối tượng khách hàng, họ sẽ có những hành vi, suy nghĩ cũng như là cái quan điểm nó rất là khác nhau. Thì cái cách mà mình làm tiếp thị bây giờ nó không còn như hồi xưa là mình chỉ có tung promotion, tung khuyến mãi, mình đánh vào giá tiền nữa, mà mình phải cho họ những cái giá trị cao hơn như thế, và nó phải đúng thời điểm, đúng người và đúng cái nội dung mà họ muốn tìm. Chị có thể cho một cái ví dụ cụ thể cho Quang Vinh và quý vị đang theo dõi có thể biết thêm một chút về cái đặc điểm đó. Thì cũng nhờ cái số liệu của anh Bảo mà đầu tiên là Thanh sẽ trích xuất ra được cái đối tượng nào là lớn nhất. Sau đó thì mình sẽ lọc ra được cái hồ sơ của họ một vài bước cơ bản, ví dụ như tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh sống, rồi ngành nghề. Thì khi đó mình sẽ bắt đầu phỏng vấn họ và mình tìm ra được những cái điểm mà chưa có ai từng tiếp cận hết. Và cái điều tiếp theo mình làm đó là mình tìm những cái giai đoạn để mà mình đánh cái nội dung đó vô cái hành trình của trải nghiệm khách hàng. Đầu tiên, giai đoạn đầu tiên sẽ là nhận thức, giai đoạn thứ hai sẽ là xem xét và đến giai đoạn quyết định. Tại mỗi giai đoạn này thì mỗi người đều có những cái phản ứng khác nhau. Và vì vậy Wall Street đã tạo ra một cái hành trình nội dung mà ứng dụng với các cái giai đoạn đó. Và chúng tôi đưa ra những cái nội dung mà những cái trung tâm khác không có. Đó là ví dụ như những cái bài kiểm tra, không chỉ bài kiểm tra tiếng Anh mà bài kiểm tra về tính cách. Tại vì có rất là nhiều cách học tiếng Anh, nhưng mà cái cách nào mới là hợp với bạn, đúng không? Đúng rồi. Mình cũng không biết được. Cái này là lần đầu tiên Quang Vinh nghe là một trung tâm Anh ngữ có một bài kiểm tra về tính cách của học viên. Thì đó là một điều khá là thú vị. Đồng ý là công nghệ rất là quan trọng để mà chinh phục cái đối tượng khách hàng mình muốn, nhưng mà giữ chân họ thì lại càng khó hơn. Thì làm thế nào chị có thể áp dụng công nghệ của mình mà giữ chân học viên của mình, có thể là thí dụ học hết khóa này họ có thể muốn học khóa khác và tiếp theo và tiếp theo. Từ cái bước mà mình chinh phục họ là mình đã phải ứng dụng công nghệ rồi. Có nghĩa là khi mà mình quảng cáo đi thì mình phải thu thập được là ở cái thời điểm nào thì họ trở thành khách hàng của mình, và mình biết được cái nội dung đó nó phù hợp với họ. Thì khi mà họ vô học á, nó cũng sẽ ứng dụng ở cái số liệu của anh Bảo đây. Thì khi đó sẽ có những cái bước mà công nghệ vào, đó là gửi email. Mình có ứng dụng trên mobile, ứng dụng trên điện thoại của Wall Street English Việt Nam. Khi mà học viên có thể chơi game, có thể kết nối bạn bè, có thể học bài ở trên đấy. Và mình có những cái trang web dành cho học viên cập nhật các cái hoạt động, cũng như là giữ cho họ thích thú với cái môi trường học. Và họ càng quen nhiều, họ học càng vui thì họ đúng càng rồi. Thích học thôi. Quan trọng nhất là học viên đến trung tâm là cảm thấy vui. Dạ đúng rồi. Không có chán, chán là họ rất là dễ bỏ cuộc. Và họ phải thấy được kết quả. Đúng rồi. Thì để mà thấy được kết quả thì là nhờ hệ thống của anh Bảo đây. Thì giả sử bây giờ là Thanh là người học viên đi, và quan viên cũng là người học viên. Khi mà mình chuẩn bị kiến thức thì mọi người sẽ có một cái tốc độ khác này. Mình sẽ học một cái trình độ khác này, và mình sẽ gặp một số khó khăn khác nhau. Ví dụ Thanh là về ngôn ngữ đi chẳng hạn, và quảng viên là thời gian. Thì khi mà hai người học trong trung tâm Wall Street thì tất cả các nhân viên ở đây sẽ đều biết là hai người này đang, thứ nhất là đang học ở đâu, đang ngồi ở đây bao nhiêu lâu trong ngày hôm nay rồi. Trung bình Thanh sẽ học một tiếng đồng hồ là xong, và hôm nay là Thanh đã ngồi đây khoảng 40 phút rồi, còn đâu đó 20 phút. Có thể Bảo sẽ chuẩn bị tiếp cận Thanh trong vòng 20 phút nữa, và quảng viên thì có thể học chậm hơn 1 tiếng rưỡi. Người Pháp vất vả, và cái đó là cái thông tin mà Bảo biết.
Cho nên nếu mà quản viên sắp học xong bài thì bảo sẽ tiếp cận ngay từ lúc đó và sẽ mời quản viên thông qua qua những cái hoạt động khác để mà tăng cường cái lượng cái ngữ pháp của quản viên. À, thì cái trải nghiệm mặc dù hai người đều học ở Wall Street mà thông qua công nghệ cái trải nghiệm nó sẽ khác, nó sẽ có hai con đường khác nhau. Và học viên thấy là cái cách học ở đây nó rất là cá nhân hóa so với vấn đề mà tôi đang gặp. Quan trọng nhất là anh Bảo vừa đề cập là cá nhân hóa. Thì mỗi học viên đều có một cái nó gọi là cái level khác nhau. Đúng rồi. Thì mình không có cá nhân hóa thì không thể nào mình có thể dạy học viên một cách hiệu quả được, phải không? Ok. Thì anh Bảo là giám đốc sáng tạo và công nghệ. Thì anh dùng cái công nghệ của mình để xử lý cái thông tin. Được biết là thông tin rất là nhiều. Thì quan trọng nhất là mình phải xử lý như thế nào và mình theo dõi thế nào để mình có thể phát huy hết cái hiệu quả của những cái thông tin đó để mang lại cái sự thành công nhanh nhất có thể cho học viên của mình. Thì anh xử lý cái thông tin thu thập từ các khách hàng như thế nào? Thì về mặt xử lý thì mình xin phép nói một chút về con người đi. Tại vì thực ra cái công nghệ nó chỉ là một phần thôi, cái hệ thống nó chỉ là một phần thôi. Ở phía sau thì có một cái đội ngũ chuyên về công nghệ. Và cái đội ngũ in-house team đó, họ phải biết cái cách vận hành ở đây như thế nào, khó khăn của học viên là cái gì. Và họ sẽ làm việc với các phòng ban, các giám đốc ở đây để mà đề nghị những cái giải pháp tối ưu hóa được cho học viên. Như vậy là cái lợi thế của mình. Những doanh nghiệp khác có thể là họ không có đội ngũ đó, họ phải outsource, họ phải thuê một cái đội ngũ khác. Thì làm như vậy thì nó không có theo sát được như là mình có một đội ngũ bên trong của mình như vậy thôi. Còn trong là tốc độ. Mình outsource thì mình outsource cũng được. Nhưng mà khi mà vào cái việc thực hiện thì mình thực hiện nhanh hay chậm thì đó là cái bài toán, có thể nói là bài toán cạnh tranh. Cảm ơn anh Bảo và chị Phương Thanh về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 về làm thế nào để công nghệ có thể mang đến hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình. Xin quý vị đừng chuyển kênh và đến với phần 2 sau đây, sau ít phút nữa.